nội dung bài học tiếp theo này, đó là sắc. Có bạn nào ở đây biết sắc là gì không? Nếu biết thì hãy chia sẻ với mọi người nhé. Chào các bạn. Về sắc, khi ở trong da thịt, xương tủy chưa biết được điều đó rõ ràng thì gọi là khí. Khi mà đã định rõ được vị trí, xét được trạng thái qua việc quan sát làn da thì gọi là sắc. Vậy thì sắc và khí là bất khả phân các bạn nhé. Về vị trí quan sát sắc của một ai đó thì điều đầu tiên người ta chú ý nhất đến da mặt của người đó. Tại vị trí da mặt này, đó chính là chỗ sắc dễ thấy nhất. Còn các phần còn lại của cơ thể thì cũng có sắc nhưng không mấy quan trọng. Một câu hỏi với bạn đó là: theo bạn, như thế nào gọi là sắc mặt tốt vậy? Bạn hãy đọc, rồi chọn một hoặc nhiều lựa chọn phù hợp với bạn nhé. Ở đây có nhiều lựa chọn, hãy nhấn chuột và chọn đi các bạn. Sau khi chọn rồi thì mời bạn nhấn nút submit để tương tác. Nội dung đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.